Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong tháng 7 này, tuổi trẻ tỉnh Hải Dương có nhiều hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tuổi trẻ thành phố Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó đáng chú ý là hoạt động lời tri ân đỏ chăm sóc người có công neo đơn ngay tại nhà năm thứ 2 được triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên. Cùng với hoạt động này, thành đoàn tổ chức khám bệnh tặng quà các đối tượng chính sách. Thực hiện cái chương trình này để muốn truyền tải đến các bạn thanh niên trên địa bàn phường đấy là về cái uống nước nhớ nguồn, rồi về các cái truyền thống của thanh niên Việt Nam. Đấy, thì được đến nhà các bác, các ông, các thế hệ đi trước, đấy, được nghe những câu chuyện của các bác, các ông thì để cho các bạn thanh niên trẻ là có thể là hiểu thêm về cái thời chiến tranh, thời khói lửa của các ông, các bác đi trước ạ. Với hành trình lời tri ân đỏ thì ngoài chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thì trong năm nay là năm thứ hai để triển khai cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đã mở rộng đối tượng sang các cựu thanh niên xung phong, già cả, neo đơn, những thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và những đội hình thanh niên thì cũng được thành lập với số lượng tham gia đông đảo hơn với những cái hoạt động đa dạng và phong phú hơn. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh gắn hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tất cả các chương trình như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần nâng cao đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các đợt cháu thanh niên của phường Tân Bình đến làm bữa cơm mấy lại gia đình bác, tôi rất là xúc động và rất là tự hào. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ tổ chức các cái hoạt động tri ân cấp tỉnh tại Tứ Kỳ. Cụ thể nó gồm có 3 cái mảng hoạt động lớn, trong đó mảng hoạt động thứ nhất là công tác khám phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách, và hoạt động thứ hai tặng 8 suất quà cho 8 mẹ Việt Nam anh hùng và 92 suất quà dành cho người có công trong địa bàn của huyện Tứ Kỳ, và đặc biệt là tổ chức chương trình lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 24 tháng 7 tại đền liệt sĩ của huyện Tứ Kỳ. Các hoạt động ý nghĩa thiết thực do các cấp bộ đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hải Dương đối với những sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.